Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm mới về được mấy cái áo ếch quần Sveja Lajedo. Mấy loại áo này em thấy cũng đẹp đẹp không à? Áo này size S à? Giá 1.900.000, em ship về đến Việt Nam của mình luôn ạ. Bên trong cổ áo còn đẹp ạ. Màu áo thun rất là dễ thương. Phía sau còn rất đẹp ạ. Còn áo này size XL, giá 1.800.000 ạ. Áo còn tốt, còn mới hả? Loại áo này có hai cái XL ạ. Còn áo đỏ trắng này dài tay, hiệu Edward, size S ạ, giá 1 triệu, em ship về đến Việt Nam ạ. Ngay chỗ này có dính nhớt cả. Áo của Italy sản xuất cả. Phía sau lưng còn rất là đẹp luôn ạ. Áo vẫn chưa có giãn. Ngay chỗ này cũng có dính nhớt một chút ạ. Còn áo đỏ dài tay này size L ạ. Giá 1.200.000, em ship về đến Việt Nam luôn. Tay áo cũng có dính nhớt một tí. Bên trong còn rất tốt ạ. Phía sau lưng còn rất là đẹp. Áo không có bị giãn ạ. Còn áo xanh này size M ạ, giá 1.200.000, em ship về đến Việt Nam luôn. Mấy áo dài tay này buổi sáng se se lạnh lạnh mặc ấm lắm. Áo vẫn còn tốt hả? Phía sau lưng không có bị giãn à.
Romania sản xuất ạ. Bên trong còn rất là đẹp luôn. Dạ, còn áo đỏ này size S ạ. Giá 1.200.000 em ship về đến Việt Nam của mình luôn ạ. Dạ, tiệm em thấy có mấy cái này còn tốt, em tiễn ra. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.